Xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Laptop AZ. Hôm nay mình sẽ trên tay chiếc Omen 2020 phiên bản siêu hot. Thì đợt vừa rồi có rất nhiều bạn đã đặt hàng nhưng mà tuy nhiên hàng chưa về kịp. Hôm nay thì hàng đã về kịp đây rồi. Thì hôm nay mình gọi là một ngày của Omen 2020 luôn. Thì hai chiếc bên này thì mình vừa mở hộp để mình cài đặt, mình giao cho bạn khách ở Hồ Chí Minh. Còn một chiếc này thì mình cũng đang chuẩn bị mở hộp để mình giao cho anh khách ở Mỹ Đình, Hà Nội. Ok, bây giờ mình tiến hành mở hộp xem chi tiết em nó ra sao nhé. Hàng đây là hàng ship Mỹ, nguyên siêu 100%. Mẫu này thì hàng hãng tại Việt Nam mình chưa bán. Ở đây là mình bán, nên mình bán hàng order Mỹ. Năm nay thì do tình hình dịch bệnh nên là các mặt hàng ở bên thị trường Mỹ họ siêu rất nhiều. Chính vì thế mà bên mình đã order được mức giá rất là tốt, phục vụ cho anh em. Ok, mình để tạm chiếc này ra đây nhé. Ok, đây là những sách hướng dẫn các thứ của Omen. Sạc. Con này thì nó mỏng nhẹ và cao cấp, nó chỉ khoảng tầm 2,1 kg thôi. Ngoại hình thì trông như một chiếc gaming cao cấp đến từ thương hiệu Razer. Chiếc bản này thì sở hữu cấu hình Ryzen 7, RAM 8GB, SSD 512, màn hình 144Hz, độ phủ màu là 100%. Cao hình 1660Ti. RAM thì mình nâng cấp tối đa 32GB nhé. Đây là nguyên siêu của HP này, mình giật nhé. Chiếc này bên mình đã làm video review chi tiết em nó trên kênh Laptop AZ rồi. Siêu mát anh em ạ. Siêu cao cấp. Với mức giá hiện tại đang bên mình đang bán là trong khoảng tầm 29-30 triệu đồng để sở hữu của em nó thì cực kỳ ngon. Ok, rất chi đẹp. Mình nhìn mình thích, có khả năng mình sẽ làm con để sử dụng. Ok, chiếc này đang được bán tại website của laptopaz.vn. Chi tiết thì anh em tham khảo thêm tại website laptopaz.vn. Và những mẫu này thì thường nó sẽ về theo đơn đặt hàng. Nếu anh em có nhu cầu quan tâm thì hãy inbox để đặt hàng nhé. Và để tìm hiểu thêm về em nó thì anh em inbox với bên mình để được tư vấn chi tiết hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.